Xin chào anh chị nhà đầu tư ha. Chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán nmc Finance. Thì như thường lệ cuối ngày, em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay một phiên mà thị trường của chúng ta có những cái yếu tố tiên đề từ tuần trước tuy nhiên là trong cái phiên sáng nay nó cũng chỉ một vài cái nhóm ngành giống như là dòng dầu khí giống như là dòng khu công nghiệp nó có những cái yếu tố nó đỡ cung cho cái việc cái dự nhịp cho thị trường của chúng ta tuy nhiên là trái lại với đó thì các nhóm ngành giống như là chứng khoán, giống như là bất động sản, giống như là thép là những cái nhóm ngành nó tạo ra những cái yếu tố áp lực trên cái thị trường của chúng ta ngày hôm nay. Ha, nhìn chung cơ bản đối với những cái vận động của thị trường là cuối phiên nó có những yếu tố nó tạo ra những yếu tố áp lực từ một số cái nhóm ngành mà hôm trước em có đề cập với chị mình là gọi là giống như là chứng khoán này là có nghĩa là nó để mà nó tăng tiếp thì nó tương đối khó đúng không à, ạ để mà nó dần dắt tiếp thì nó bắt buộc phải nó có một cái quá trình tái tích lũy kiệt cung trở lại để mà nó hình thành nên cho những cái dư địa phía sau ha thì nhìn chung là với những cái yếu tố và cộng hưởng với cái việc mà khói ngoại người ta liên tục người ta bán rồng tại ngày hôm nay tiếp tục bán rồng hơn 800 tỷ nó dẫn đến một cái áp lực vô hình cho cái thị trường của chúng ta. Hai à, về mặt cuối phiên thì cơ bản nó còn test trở lại cái vùng à, gọi là cái vùng biên dưới thôi. Có nghĩa là cái thị trường của chúng ta trong những cái giai đoạn này này anh chị là cơ bản là đi trong một cái biên độ quay Đúng không ạ? quay từ vùng 1138 à, à, lên vùng 1160, nó cứ quay trong một cái biên độ này. Có nghĩa là có những cái phiên tăng, có những cái phiên giảm, tuy nhiên là cái về mặt xu hướng của thị trường thì nó chưa có những cái yếu tố lan tỏa về mặt dòng tiền. Có nghĩa là cái thanh khoản nó vẫn cứ duy trì một cái mức độ trung bình thôi. Nó có nghĩa là thì uh, trong những cái giai đoạn này là thị trường của chúng ta nó tạo ra những cái yếu tố phân hóa và đặc biệt là tuần này là tuần đáo hàng phái sinh cũng như là bắt đầu các doanh nghiệp người ta ra những cái báo cáo kết quả kinh doanh đúng không à, ạ đấy nên là nó dẫn đến một cái hiện tại hiện tại là nó đang chờ đợi những cái sự phản ứng chờ đợi những cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh đối với thị trường của chúng ta và đặc biệt là cái dòng tiền của thị trường đó, nó chưa tạo ra được những cái phiên xác nhận về mặt xu hướng thì hiện tại thị trường vẫn đang trong một cái biên độ gọi là nó nó gọi là nó nó chưa rõ về mặt xu hướng của thị trường của chúng ta ha à, à, tuy nhiên á, là nó có một cái vấn đề á, là cái thị trường của chúng ta này là ngày hôm hôm thứ sáu nó có một cái yếu tố gọi là nó mang tính chất dụ bỏ nó có nghĩa là nó test lại cái vùng này tương đối tốt rồi đúng không ạ có nghĩa là đặc tính của nó là nó phải đánh gọi là nếu mà nó tạo ra những cái phiên xác nhận á thì những phiên này nó phải đánh luôn đúng không à, ạ tại vì nó có những cái dòng nó giữ nhịp được cho cái cái dòng tiền tuy nhiên là cái độ lan tỏa của thị trường nó lại chưa có thanh khoản của thị trường dòng tiền mới trên thị trường nó lại không vào đúng không ạ có nghĩa là nó gọi là nó gọi là nó mất đi những cái xung lực nó tạo tiền đề trong những cái nhịp trước thì cơ bản là sao gì các bạn nếu mà cái trường hợp á, mà đánh giá nó thủng khỏi vùng 1138 mà bắt đầu thanh khoản nó được đẩy lên cao á đấy được đẩy lên cao và bắt đầu cái tốc độ giao dịch nó tăng dần thì đánh giá cái khả năng cái vùng gọi là cái vùng MA 200 này của thị trường của chúng ta nó sẽ bị đánh thủng từ đó nó tạo ra những cái nhịp độ hỗn uh, loạn đối với cái yếu tố thị trường của chúng ta ha à, thì nhìn chung á là hiện tại bây giờ là một cái thị trường chưa có xu hướng đúng không ạ chưa rõ xu hướng thì những cái hành động em nói đề cập với chị mình á là bạn ưu tiên cho những cái mẹ cổ phiếu cho những cái dòng cổ phiếu nó có dòng tiền đúng không ạ nó có khả năng tạo sóng khi mà thị trường chung của chúng ta đã xác nhận đúng không ạ giống như là những cái dòng em có đề cập với chị mình dầu khí này đúng không ạ hay là khu công nghiệp này hay là những ngành ngân hàng ngân hàng ở đây có những cái mẹ cổ phiếu danh chị mình thấy vb Đúng rồi, VB em có đề cập với anh chị mình là ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục nó đóng cửa xanh. Có nghĩa là những cái nhóm ngành nó có dòng tiền, nó có câu chuyện, đúng không? Nó có những xu hướng nó nâng đáy nè. Đấy nó có những cái câu chuyện của nó. Đầu tiên là những cái việc mà nó chia cổ tức. Đúng không? chưa cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% 100. sau đó nó sẽ có những cái câu chuyện mà em kể cho anh chị mình á là những cái câu chuyện về mặt thói vốn đồ này kia đúng không ạ bán vốn này này kia đấy em có đề cập với anh chị mình quanh cái vùng giá 21 là những cái vùng anh chị mình thu gom đúng không ạ có nghĩa là nó đang có những thứ đi ngược lại so với những cái vận động của thị trường là đặc biệt nó phải có những cái câu chuyện riêng có những cái dòng tiền riêng nó mới tạo ra những yếu tố đi ngược như thế này đúng không ạ thị trường ngày hôm nay điều chỉnh giảm mà vb nó vẫn đóng cửa mức, mức độ xanh đúng không ạ về lại những vùng nền đỉnh, đỉnh cũ này có nghĩa là những cái cổ phiếu nào về can về can gần đỉnh cũ của những cái dòng á những cái cổ phiếu đó nó lại càng mạnh lưu ý ha, chị thấy bvd này trước khi nó bật tăng thì sao chị nó cũng có những cái giai đoạn nó về lại những cái vùng nền đỉnh, đỉnh cũ và tìm cận những cái vùng nền đỉnh, đỉnh cũ đúng không ạ ngày hôm nay có lúc nó tăng lên vùng giá gọi là gần 30 đúng không? Tuy nhiên là ngày hôm nay là một cái phiên em đánh giá có sự phô mô. Tại vì sao? Tại vì á là cái thị trường của chúng ta anh chị mình thấy á là những cái mã cổ phiếu tăng giá nó tương đối ích. Đúng không? Những cái mã cổ phiếu tăng giá nó tương đối thì là bắt đầu sao gì? Bắt đầu những nhà tư mình để ý tới. Đấy, những cái dòng tiền này là dòng tiền vào xác nhận để mà chuyển đổi trạng thái vượt đỉnh này. Nhưng mà những cái phiên này là phiên bắt đầu có sự phô mô. Đúng không ạ? Có nghĩa là những cái gọi là khi mà nhìn lên cái bàn điện, bán điện nhìn lên cái cái gọi là cái biểu đồ chỉ có những cái dòng này nó xanh đúng rồi là bắt đầu nó tạo được những cái sự chú ý và cái sự quan tâm đặc biệt là cái cuối tuần vừa qua là cái giá dầu nó tăng mà tâm lý giá dầu á thì sao chị nhà tư mình hay nhìn vào cái giá dầu Chứ còn bản chắc cái phiên này đâu phải là cái viên để mà anh chị mình mua đâu đúng mà nó có những cái sự phô mô cái phiên này đúng mà tuy nhiên là để mà về mặt cái xu hướng á, nó gãy ngang chưa thì mình đánh giá chưa nhưng mà vẫn con này vẫn đang là những cái con nó thuộc dạng nó tạo ra được những cái xu hướng giữ nhịp cho cái dòng tiền cho cái thị trường của chúng ta ha à, và trước mắt đối với những cái vận động này á, thì có một hai phiên tới có thể nó sẽ có những yếu tố rung lắc đúng mà ít nhất là chờ đợi cái phiên này về rung lắc hấp thụ tốt thì nó vẫn sẽ tiếp tục xu hướng của nó đúng mà xu hướng sớm mà quay đầu rồi quay đầu gọi là quay đầu tăng trở lại đối với cổ phiếu a à, đấy là những cái con như con BVS này cũng bắt đầu nó vượt đỉnh đúng không vượt gọi là cái đỉnh mọi thời đại của nó là vùng giá 40 này bắt đầu nó vượt rồi đúng mà có thể trong những phiên tiếp sớm sắp tới nó có thể, lại nhưng mà những cái mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu đề cập cho anh chị mình đúng không đề cập có những cái dòng tiền riêng có những cái câu chuyện riêng trong những cái giai đoạn này thì anh chị mình thấy cái cái danh mục cái mức độ ảnh hưởng trên cái trên cái danh mục của anh chị mình nó hầu như không có đúng không thậm chí là thị trường đỏ cổ phiếu anh chị mình vẫn xanh những nhà BVC này có đề cập với chị mình mua vùng giá 18 đúng không hôm nay gọi là hàng đã về vài phiên rồi thì ngày hôm nay test trở lại cơ bản rung lắc bình thường đúng không càng với yếu tố cộng hưởng với cái yếu tố thị trường của chúng ta nó rung lắc á, thì sao chị thì cổ phiếu này nó gọi là nó hẹn nhiệt về mặt cuối phiên Đấy, đặc biệt là có một cái mờ gấp lên đây này nè đó thì nhìn chung là sao chị hôm nay vẫn tăng ba phần trăm vẫn rất là tốt vẫn rất đảm bảo đúng không à? hay là những cái dòng khu nghiệp ngày hôm nay có bị kỵ bị một cái áp lực về mặt cuối phiên idc bắt đầu nó bị áp lực về mặt cuối phiên này tuy nhiên là volume bé đúng ạ nhưng cái thứ hai á là sao gì khi mà nó tăng như thế này nó nó gọi là nó bị gọi là nó bị chú ý đúng không bị chú ý thì ngày hôm nay khi mà nó tiếp tục là giữ nhịp thị trường của ta gọi là nó tốt á nó tốt từ đầu phiên nó xanh từ đầu phiên á bắt đầu nó có những cái sự phô mô vào đúng không ạ nhưng mà cái thanh khoản này không phải là thanh khoản lớn thì thông thường với những cái đa phục này á thì ít nhất nó phải có những cái trạng thái nó test trở lại cái đỉnh số 2 đúng rồi nhưng mà về mặt xu hướng thì sao chị nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng giá đối với cổ phiếu và một cái pha tăng tốc nữa hay là những con giống như, như là con vgc đâu đi chẳng hạn đúng rồi ngày hôm nay nó bị bán ngược nhưng mà về mặt cơ bản sao chị phiên này phiên dòng tiền vào đây là để mua còn vùng trên này sao chị nắm giữ đúng ạ những con bản chất xu hướng của nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng đúng rồi hay là những con như con kbc ngày hôm nay cũng bị bán ngược nhưng mà về mặt cơ bản sao chị nó hồi phục lên nó test trở lại những cái vùng nền kháng cự định cũ của cổ phiếu đúng không à, về lại kháng cự là quanh ngưỡng vùng giá 34 cho mít giá 35 này thì yếu tố rung lắc những cái lượng hàng vùng trên này này người ta bắt đầu người ta gọi là có những cái gọi là hề vốn người ta bán ra là một yếu tố bình thường đúng không à, ạ nhưng mà cái phiên này là phiên mở biên rồi Đấy ngày mai mở biên về hàng về hấp tụ tốt á thì nó sẽ tiếp tục nó kiểm tra những cái vùng trên này một lần nữa tại vì cái xu hướng của nó đang là một cái xu hướng tăng lưu ý là nó có những cái dòng tiền riêng vào Đấy, hay là những con giống như VB này đấy vb đấy là những con mà em đề cập với anh chị mình và trong cái room khách hàng của em cũng đánh xoay quanh đánh xoay quanh những con vb như thế này thôi mà anh chị mình để ý một cái mã cổ phiếu ngân hàng á mà mua từ giá 21 lên giá 22.5 á là tương đương khoảng 5-6% phần trăm đúng rồi một cái mã cổ phiếu ngân hàng mà trong giai đoạn này tăng 5-6% phần đâu phải là dễ đâu chị anh chị mình tìm kiếm trên thị trường á rồi cái nhóm ngân hàng á chỉ có mỗi vb này. đúng không ạ mình bắt đầu nó về lại vùng này này có thể rung lắc một vài phiên nhưng mà những cái dòng tiền bắt đầu nó mò chài vào đó là những cái cổ phiếu nó có câu chuyện riêng Nói mà em muốn khuyến nghị cho anh chị mình em mới khuyến nghị cho anh chị mình đầu tư tham gia đúng không à? ạ chứ còn những cái mạng cổ phiếu anh chị mình thấy là cái dòng chứng khoán em nói với anh chị mình rất là nhiều lần là cái dòng này á về mặt từ đầu chu kỳ á là xu hướng nó chứ, gọi là xu hướng nó vẫn đang những cái cái yếu tố dẫn dắt nhưng mà để mà nó tăng tiếp gọi là trong mọi cái chu kỳ nó sẽ tơ, có từng cái nhịp đúng không à? ạ để mà cái nhịp này nó tiếp tục nó tăng tiếp á nó sẽ cực kỳ khó tại vì sao chị bắt đầu nó bung thanh khoản những cái cổ phiếu mà nó bung thanh khoản á tương nó sẽ đi nó sẽ không đi xa có nghĩa là sao nó có những cái lượng cung đeo bám vùng trên này đúng không để mà nó gọi là để mà nó duy trì một cái xu hướng nữa thì bắt buộc nó phải có một cái vùng kiến tạo gọi là tái thiết những cái vùng kiếp thanh khoản tái tích lợi trở lại thì dư địa phía sau nó mới tăng tiếp được nó mới tăng xe được còn bản chất anh chị thấy này hồi phục lên biên trên này nó có đề cập với chị mình rất là nhiều lần là những con này sao chị về lại biên trên cứ nó cho rất là nhiều lần nó cho anh chị mình bán ở những cái vùng giá tốt đúng không anh cứ nghĩa là anh chị mình không bán được ngay đỉnh này thì những cái vùng sâu đình test lại như này nó vẫn cho những cái cơ hội của chị mình nói quan trọng là chị mình có bán hay không thôi đúng rồi chứ còn cố đấm ăn soi với những cổ phiếu này ngày hôm nay nó bắt đầu nó tụt lại đúng không ạ cái phiên này nè là cái phiên mà cái lượng hàng cổ cổ tức của cổ, cổ phiếu nó về đấy thì hôm room, room em á thì cũng có tham gia đấy có cổ tức về thì em có khuyến nghị trong cái phiên này nè là vùng giá 23.5 mươi ba năm đến hai bán hết để bán ngay cái phiên này nè lúc mà cái cái lượng hàng cổ tức nó về chứ không phải là chờ đợi những cái gọi là cái yếu tố mà nó quay đầu trở lại như thế này đâu hay là những con chị mình thấy con FTS này em có đề cập với anh chị mình đó đi lên từ những cái vùng thanh khoản lớn có nghe cổ phiếu nó có thể vượt đỉnh nhưng mà sao chị đi lên từ những cái vùng thanh khoản lớn á thì thường dư địa cổ phiếu nó sẽ không đi xa hoặc là nó sẽ có những xuống nó tới lại để mà dư địa đi xa thì nó sao sao gì nó phải có một cái vùng gọi là vùng tái thiết những cái yếu tố kỳ cùng có nghĩa là nó cho những cái cơ hội chị mình mua bán ở những cái vùng giá cao đây là một trong số ít ỏi những cái cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán nó cho anh chị mình ở những cái vùng giá cao vẫn có thể bán được đúng không ạ MBS là sao chị về lại vùng đỉnh cũ đúng không ạ hay là những còn những con như con bếp ai này đã nó cho anh chị mình bán đúng mà cái quan trọng là anh chị mình có bán hay không thôi nó nó cho anh chị mình bán này về lại vùng đỉnh cũ nè đúng mà anh chị mình không bán được vùng trước đỉnh thì sau những cái vùng đỉnh như thế này nè test lại như thế này này thì nó cho anh chị mình bán những cái vùng giá cao đúng không à, ạ? thì cổ phiếu bắt đầu sang chị? Thanh còn lớn thì thương em vẫn đánh giá với chị mình đó, nó sẽ đi trong một cái biên độ swing như thế này. Có nghĩa là biên trên biên dưới. Đấy cứ lên biên trên bán, xuống biên dưới có thể canh mua. Đúng không à, ạ? Đấy thì đừng có làm ngược lại đối với những cái trạng thái như thế này. Hay là những cái con giống như là của nhóm ngành bất động sản đi chẳng hạn. Anh chị thấy rất là bất ổn. Đúng không à, ạ? Giống như là đất xanh này, cổ phiếu chưa công bằng được. Đúng không à, ạ? Chưa công bằng được anh chị thấy là ngày hôm trước nó tăng tăng 2%, ngày hôm nay giảm lại 500. Cực kỳ khó chịu đúng không ạ? có nghĩa là những cái cổ phiếu mà nó chưa có dòng tiền đẩy vào á, nó chưa có những nó không có những cái câu chuyện riêng á, hay là nhóm ngành bất động sản là nhóm ngành nó đang bị phân hóa cực kỳ mạnh. đúng không à, ạ? thì chị mình thấy khi mà cái thị trường tăng, nó vẫn là nhóm ngành tăng. có nghĩa là những cái nhóm ngành nó phụ thuộc vào cái yếu tố thị trường. đúng là còn khi mà thị trường chị mình thấy giảm á, thì những con này nó lại có những cái yếu tố nó phản ứng mạnh nhất. đúng không ạ? nó là trong những cái giai đoạn này em luôn luôn đề cập với chị mình và hướng anh chị mình vào những cái mà cổ phiếu nó có dòng tiền đúng mà có nghĩa là giao dịch theo một cái yếu tố gọi là chân trong chân ngoài thôi chứ chưa phải là những cái để cái điểm xác nhận của thị trường đông pha của thị trường để mà anh chị mình đánh một cái cái quy mô lớn được đúng mà chân trong chân ngoài là như thế nào có nghĩa là mình luôn luôn duy trì một cái gọi là cái số lượng khá dụng của của cái cái cổ phiếu trong cái danh mục của anh chị mình đúng mà có nghĩa là danh mục của anh chị mình mua con này mới mình mua con này có nghĩa là mua VB này đấy vb lượng hàng về khả dụng trong tài khoản rồi có lãi rồi thì mình mới mua những cái mã cổ phiếu khác đúng không ạ thì mình mới bắt đầu mình mua qua những cái con dầu, khí bvc đúng không ạ dầu khí bvc này mua xong lượng hàng về thì mình mới bắt đầu mình mua những cái mã cổ phiếu khác kbc rồi đi chẳng hạn đúng không ạ mua những cái mã cổ phiếu khác mb rồi đi chẳng hạn đấy có nghĩa là mình giao dịch theo những cái trạng thái trong trong chân ngồi đúng không ạ luôn luôn giữ một cái tỷ trọng gọi là cái 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 mức hàng khả dụng để mà khi sao chị khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái dấu hiệu nó mở biên trở lại thì mình đánh giá nó sẽ đánh thùng khỏi vùng MA 20 200 này thì lúc đó mình có những cái lượng hàng khá dụng của chị mình rồi rồi đấy thì đặc biệt là những cái lượng hàng đó nó ít chịu ảnh hưởng đối với cái yếu tố thị trường cái thị trường chúng ta chỉ cần duy trì công bằng thôi cái anh chị mình sẽ có hai cái cửa thắng một là thị trường gọi là đi ngang công bằng đúng không ạ đi ngang sideways thì những cái mà cổ phiếu có dòng tiền riêng có xu hướng riêng thì nó vẫn tăng anh chị thấy ngày hôm nay dầu khí vẫn tăng đúng ạ? À, VP Bank vẫn tăng, đúng à, ạ? Nó có những cái câu chuyện riêng của nó. Đấy, hoặc là sao chị khi mà cái cửa tăng của thị trường đó, thì những con nó chắc chắn nó sẽ tăng rồi. Đúng không à. ạ? Còn nếu chứ có một cái cửa mà nó gọi là cái cửa mà nó nó bị ảnh hưởng theo những cái yếu tố rủi ro của thị trường thôi. Tại vì bây giờ bản chất á, thị trường ta là thị trường nó chưa có xu hướng, đúng không cái nghĩa là nhịp giảm này nó chưa có những cái phiên nó xác nhận kết thúc đúng không một cái phiên xác nhận kết thúc em có đề cập với chị mình đó là nó phải tăng đâu đó khoảng 10 điểm vượt được vùng một 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 sáu mươi đúng không thanh còn nó phải 20 25 nghìn tỷ thì phiên đó mới là phiên xác nhận cho một cái nhịp điều chỉnh giảm này kết thúc đúng không có nghĩa là nó có được rất là nhiều những cái tiền đề nhưng mà nó không đánh đó. thì lúc đó là phải là những cái lúc mà cũng phải cẩn trọng một chút ha đấy nên là giao dịch trong một cái giai đoạn mà thị trường chưa có xu hướng thì mình cũng phải cẩn trọng thứ nhất là mình chọn lọc những cái cổ phiếu cái yếu tố chọn lọc nó được đề cao gọi là nó được đề rất là cao là cái thứ hai là sao gì giao dịch với một cái yếu tố gọi là chân trong chân ngoài ha nếu mà thị trường mở biên thì mình có những lượng hàng cơ dụng mình bán ra đúng không à? ạ đấy lưu ý về những cái vấn đề này ha thì uh, đấy là cái vấn đề của thị trường thì trong sáng nay em cũng có đề cập qua một cái yếu tố về mặt nhận định thì thị trường hiện tại có một cái phiên rút chân về mặt cuối phiên kết nến tuần tạo ra một cái nhịp hồi phục khá tốt về cái biến động đó, thì nó vẫn quanh cái vùng một nghịch 150 cộng trừ với yếu tố thanh còn thấp thì cái điều tích cực với thị trường á là tuy thanh khoản của thị trường nó ở một cái mức độ thấp nhưng mà cái dòng tiền nó bắt đầu có yếu tố môi chảy vào ở những cái nhóm ngành nó dự nhịp cho chỉ số giống như là dầu khí, giống như là khu nghiệp, đúng không ạ? Ngoài ra có thêm nhóm ngành ngân hàng, à, xuất khẩu này à, thủy sản, dịch máy, đảm, bán lẻ. Đúng không ạ? Từ những cái dòng trạng các, các dòng mà nó từ trạng thái tiêu cực nó bắt đầu hồi phục lên. Nó bớt tiêu cực đi giống như là DBR, giống như là Khang Điền. Anh chị thấy công DBR này, Hôm trước có đề cập với anh chị mình đúng không? À, hôm trước nó tăng trần, ngày hôm nay nó quay đầu nó giảm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là là những cái cổ phiếu mà nó test ba đấy, đúng không ạ? Test bốn đấy này, test cung như thế này này, mua. Đúng không ạ? Bùng nổ lên 1,5 đến 2 phiên là những cái điểm bán đối với anh chị mình. Chứ không phải là khi mà nó bùng nổ đó, xong rồi á anh chị mình mới mua. Tại vì sao anh chị? Tại vì cái dòng bất động sản là em có đề cập với anh chị mình là cái dòng nó đang bị phân hóa có nghĩa là nó không phải là con nào nó cũng tăng mà nó chỉ có một đến hai cái con nó tăng thôi có nghĩa là trong một cái dòng mà nó bị phân hóa anh chị thấy có rồi nó tăng này có KDH nó tăng này nhưng mà anh chị thấy cái dòng của cái dòng của nó giống như là đất xanh nó có tăng đâu đít nó có tăng đâu đúng à có nghĩa là cái dòng nó bị phân hóa thì không thể nào mình kỳ vọng dài được mình kỳ vọng chỉ xanh gì nó bùng nổ một gọi là một năm đến 2 phiên là mình bán ra được rồi đúng không? À? cái ngày hôm qua của có đề cập với anh chị mình này vùng này là cái vùng sao gì để mà anh chị mình chốt lại đối với cổ phiếu đúng không ạ? nói là nó gọi là, là nó bớt cái hiệu ứng tiêu cực đi nhưng mà bắt buộc nó phải có những cái sự dòng tiền thu hút vào á, thì nó mới duy trì được một cái yếu tố nó lâu bền à, và cái độ lan tỏa thì với cái vận động xu hướng hiện tại á thì có được là những cái tiền đề cho những cái nhịp độ hồi phục ngắn trường hợp thị trường xác nhận hướng lên á cần một cái nhịp rắc đóng cửa trên gọi là trên khoảng 10 điểm đi kèm với cái yếu tố thanh khoản gia tăng 20 đến 25 nghìn tỷ với cái vận động hiện tại này tốt nhất không nên mở biên giảm trở lại thì nó sẽ rất là dễ đánh thủng với vùng MA200 Thì vận động hiện tại bây giờ mình cũng gọi là mà follow theo những cái vấn đề của thị trường thôi đúng không hiện tại bây giờ thì thị trường ta nó chưa mở biên đấy nhưng mà cũng có một cái rủi ro trong những cái phiên sắp tới nếu mà nó mở biên đây chẳng hạn thì những cái con của anh chị mình nó vẫn sẽ an toàn anh chị thấy đánh dầu khí nó vẫn an toàn đúng không ạ có nghĩa là sao gì cùng lắm là anh chị mình hòa đúng không ạ hiện tại bây giờ là có những cái khoản lại đảm bảo hàng về hay là đánh còn vi Nói mua từ cái phiên này em có đề cập với anh chị mình mua từ cái phiên này thu gom cho một cái game gọi là giải ngân trung hạn đối với cổ phiếu đúng ạ thì sao gì nhưng ta bây giờ có những cái khoản lãi đúng không? khoản lãi này có thể vùng này nó sẽ rung, rung lắc nhưng mà cô phiếu nó có dòng tiền nè thì cái cửa thắng của anh chị mình nó vẫn cao đúng không? có nghĩa là cái thị trường của chúng ta gọi là thị trường đầu tư đó, là một cái thị trường nó có rủi ro đúng không? thì mình làm sao chứ anh chị làm sao gọi là cái xác suất của mình á gọi là mình nâng cái xác suất thắng của mình lên mình hạ cái xác suất thua của mình đi có nghĩa là gọi là càng hạn chế được cái rủi ro thì làm sao gì thì cái khả năng anh chị mình kiếm được tiền nó sẽ càng, càng gọi là càng nhiều ha nói thì à, vận động hiện tại này thì thị trường chỉ cần duy trì một cái nhiệt độ ổn định thì vẫn ưu tiên cho các mạng cổ phiếu các dòng giữ xu hướng khỏe của thị trường để mua cho dòng tiền và các dòng nó gần gọi là tìm cận vùng đỉnh á thì nó là càng mạnh thì thị trường đồng vai hướng lên để mà anh chị mình đánh gia tăng còn bây giờ thì sao gì cứ chân trong chân ngoài mà anh chị mình đánh à, với các vận động trạng thái hiện tại đánh ngắn đặc tính lựa chọn những cái con beta tốt độ nhảy sóng nè đó, cái mẫu hình ba đấy cộng tết cung này tham gia bùng nổ khoảng một năm đến hai phiên là chốt lại trong một cái đà hồi phục thì à, tuần này là tuần đáo hạn phái sinh cũng là tuần mà các doanh nghiệp bắt đầu ra những cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 thì cái giai đoạn sắp tới nó sẽ khá phân hóa thì ưu tiên chọn lựa chọn cho những cái cổ phiếu nó có những cái dòng tiền để giữ nhịp và cái sự phản ứng của cổ phiếu với những cái báo cáo tốt xấu nó diễn ra ha báo cáo tốt á, mà giá cổ phiếu giảm thì cần cẩn trọng cơ bản nó đã có những cái sự phản ánh trước đó đặc biệt là cái dòng chứng khoán anh chị mình sẽ lưu ý ha có nghĩa là báo cáo mà nó tốt nhưng mà giá cổ phiếu nó không tăng nữa thì đấy mới là những cái vấn đề mà anh chị mình cần lưu ý có nghĩa là cần cẩn trọng ha còn gọi là báo cáo xấu á, mà nó giá nó vẫn giữ nhịp á, thì những cái cổ phiếu đó là những cổ phiếu cần chú anh chị mình cần chú ý có nghĩa là bây giờ là gọi là nó sẽ là những cái mua nó có những cái sự phản ứng ngược À, có nghĩa là cái các cổ phiếu doanh nghiệp tốt á, gọi là sao chị ra báo cáo kết quả kinh doanh tốt á, mà vô tình hình chung nó mở biên nó giảm á, những cái con đó là những cái con nó đã phản ánh rồi. ha, à, có nghĩa là dư địa phía sau nó, gọi là gọi là những cái cái gọi là cái cái, cái dư địa để mà nó tăng tiếp á, thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái cái tiềm năng của cổ phiếu. nhưng mà khi mà một cái báo cáo kết quả kinh doanh tốt mà nó không đánh, thì chứng tỏ cho một cái vấn đề á, là cổ phiếu nó đã có những cái sự phản ứng phản ánh giá trước đó rồi ha còn cái cổ phiếu mà nó doanh nghiệp mà nó xuất hiện những cái yếu tố mà cái giá cổ phiếu á cái, cái cái, cái cái giá cổ phiếu mà nó giữ nhịp trong một cái lúc mà ra những cái báo cáo cái kết quả kinh doanh nó không tốt thì đấy mới là những cái con nó sẽ có những cái kỳ vọng cho những cái cái báo cáo quý sau những cái quý cuối năm ha đấy thì lưu ý về những cái sự phản ứng ngược này thì nó đều xuất hiện trong những cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh cả nên là đánh theo những yếu tố tin tức đó, thì chị mình phải cực kỳ cẩn trọng ha đấy thì một số cổ phiếu chú ý nè đấy ngân hàng khu nghiệp là đầu tư công này một số cổ phiếu riêng lẻ đạm phú đạm phú mỹ này HDCVHC, HDC, đây đạm phú mỹ chị mình thấy là đầu phiên nó cũng có những cái yếu tố nó bật tăng tương đối tốt đúng không à? ạ thì hiện tại giải ngân này cũng duy trì một cái tài khoản có hàng khả dụng trước khi thị trường của chúng ta nó có những cái phiên xác chặn mở biên ưu tiên cho những cái nhóm cổ phiếu nó có khả năng tạo sóng khi mà thị trường vào trend như là dầu khí này khu nghiệp này ngân hàng này còn các nhóm ngành còn lại chu trương đánh ngắn trong giai đoạn này khi mà chưa có dấu hiệu tạo sóng ha thì anh chị mình thấy nè những cái 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 lực đỏ tốt nhất này đến từ những cái cổ phiếu mà em hướng dẫn cho anh chị mình giống như là vi banh này giống như là dầu khí này bbc đâu nè đúng không à, vẫn có những khoản lại tốt năm bảy năm sáu phần trăm đây là những con kbc này quanh quanh cái vùng giá mua của anh chị mình đúng không à, trước có khuyến nghị cho anh chị mình là 32.8 đấy ngày mai khi lượng hàng về nếu mà nó test trở lại nó hấp tụ tốt test lại vô thấp hấp tụ tốt thì khả năng nó có một nhịp tăng tiếp tục là rất là cao đúng không à, ngày mai hàng về rồi hay là những con mbb đi chẳng hạn Đấy MB hôm trước có đề cập với anh chị mình á là VP á mà không mua được á thì có thể canh mua cùng MB. Nhưng mà MB hiện tại bây giờ nó vận động quanh cái vùng biên dưới mà. Có nghĩa là vùng này em kỳ vọng á là đi theo những cái biên độ swing, có nghĩa là biên dưới bên trên thanh còn bé tí như này không vấn đề gì cả. Đấy là những cái cổ phiếu mà em có tập trung trong những cái giai đoạn này, gọi là mình đánh trong giai đoạn này rất là co gọn, rất là chọn lọc. Lưu ý nha và anh chị mình thấy hầu như là trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay gọi là những cái biến động của cổ phiếu cái danh mục của anh chị mình nó vẫn xanh. Tô nó vẫn xanh. Đúng ạ. À? KBC thì tham chiếu này, À, gọi là giảm nhẹ này mb giảm nhẹ nhưng mà bu lại cũng vi banh anh chị mình thấy tăng hai phần trăm đúng không ạ vi banh là tăng này đấy hai năm phần trăm là PVC vẫn tăng 3% phần trăm đúng không ạ cái nghĩa là tô là cái danh mục của anh chị mình nó vẫn đảm bảo đúng không ạ còn hơn anh chị mình cầm những cái con chứng khoán cầm những cái con gọi là bất động sản đúng không ạ hay là cầm những cái con thép anh chị thấy năm kim này nó về đâu nó về test ngay đúng những cái vùng gọi là cái vùng kháng cự biên trên vùng giá 21 thì bắt đầu sẽ gì bắt đầu nó có những cái trạng thái nó nó gặp áp lực với những cái vận động chung của thị trường có nghĩa là những cái con này nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố thị trường chung thị trường chung mà hồi phục tốt thì những con này có thể nó về lại vùng trên 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 nhưng mà thị trường chung mà nó bắt đầu nó có những cái sự phản ứng rung lắc đi chẳng hạn thì những con này là những con nó dễ bị phản ứng nhất so với những yếu tố thị trường lưu ý nha so với những con gọi là cái con nó có xu hướng nó có những cái dòng tiền và nó có những cái câu chuyện riêng anh chị lưu ý về cái vấn đề này ha à, thì uh, đó là cái yếu tố của thị trường và những cái phiên tiếp theo cái tuần này là cái tuần đại hàng vệ sinh thì anh chị mình sẽ thấy có một số cái mã cổ phiếu có nghĩa là trong cái tháng này á, là một cái tháng mà đa phần cái trend á, là một cái trend short đúng ạ à? đấy thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ tận dụng những cái mã cổ phiếu trụ những cái mã cổ phiếu mà nó được điều tiết khi mà cái tuần phá sinh nó diễn ra anh chị thấy nhưng ngay ngày thứ sáu này nó kéo những cái mã cổ phiếu giống như là v, VGC đúng không thì ngày ngày hôm nay bắt đầu nó trả trở lại điểm đúng không ạ có nghĩa là những con con này nhà tư mình có nắm đâu đúng không ạ những con này nó thuộc dạng gọi là bao cung rồi anh chị đúng không ạ nên là khi mà nó tay trái bán tay phải nó tạo ra những cái yếu tố cái vòng quay mà mặt thanh khoản có nghĩa là nó đẩy giá cổ phiếu để mà chi để mà nó tạo ra những cái tính điều tiết cho chỉ số đúng không ạ ngày hôm trước nó kéo tăng ngày hôm nay nó giảm bù trở lại đấy hay là những con như con vít này anh chị đó, những cái con vít mà nó giảm 2 3 thì chỉ số của thị trường của chúng ta nó làm sao nó góc đầu nổi đúng không hay là vinh hôm nè như tham giảm 3 phần trăm đúng không có nghĩa là những con này là nhà tư mình nắm không có nhiều đã, đa phần là sao chị đa phần nó phục vụ cho cái vấn đề về mặt vệ sinh Đó, những con này mà còn đe giá thì chỉ số của chúng ta sao chị nó bắt đầu nó ép tạo ra những cái sức ép về mặt tâm lý để phục vụ cho một cái quá trình đáo hạn ha đấy nên là nhìn chung là cái cái chỉ số trong tuần này nó cũng sẽ có nhiều cái cái yếu tố biến động ha tuy nhiên á, là tốt nhất nếu mà cái trường hợp nó 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 không mở biên á, thì nó vẫn cơ bản nó vẫn đi trong xe quay thôi đấy vẫn sai quay như thế này thì cái những cái cổ phiếu nó có dòng tiền riêng nó có những cái xu hướng nó có những cái cái câu chuyện riêng nó vẫn sẽ là những cái con tâm điểm nó vẫn sẽ còn những cái cơ hội còn có những cái xung lực để mà nó tăng Hai còn trường hợp mà mở biên đi chẳng hạn nó thùng em đánh giá nếu mà nó thùng khỏi vùng một một ba năm một một ba tám mà cái tăng còn bắt đầu nó đẩy lên cao mà tốc độ khớp lệnh nó bắt đầu nó gọi là nó nhanh dần thì đấy sẽ là những cái phiên mở biên và em đánh giá là cái gọi là cái vùng gọi là MA200 này, này là cái vùng mà cái ngưỡng cản về mặt tâm lý thì nó sẽ bị đánh thủng. À thì trước mắt còn trước mắt hiện tại bây giờ thì em vẫn view thị trường của chúng ta nó đi xa quay ngang thôi. Đấy các cổ phiếu danh mục của mình mà tập trung cho những cái cái sự vận động. Anh chị em thấy là ngày hôm nay giảm 13 điểm nhưng mà cái danh mục mà em cập nhật cho anh chị mình á nó có gọi là nó có ảnh hưởng đâu, thậm chí nó vẫn còn tăng rất là tốt. Đúng à? Đấy nên là lưu ý ha. Bây giờ chỉ cần thị trường của ta nó không mở biên thôi Đấy, thì những cổ phiếu nó có câu chuyện riêng nó vẫn sẽ là những con nó đợi giá được. Ha à, thì ngày mai á anh chị mình chú ý tới nè. Cái thứ nhất á là cái thị trường của ta khi nếu mà cái trường hợp ngày mai nó có yếu tố điều chỉnh giảm đi chẳng hạn. Đấy, những cái hoặc là những cái cái giai đoạn tiếp theo nó có những yếu tố điều chỉnh giảm đi chẳng hạn. Thì cái vấn đề đầu tiên anh chị mình cần quan sát á là cái thanh khoản của thị trường nó có bị bung lên hay không. Đấy, thanh khoản anh chị mình xem ở đâu? Xem ở trên phải xem ở trên cái cái, cái MBS này. Đấy, thanh khoản của thị trường này. Đó, thanh khoản của thị trường nè nó cập nhật từng 5 phút đấy đó là coi coi cái vấn đề đầu tiên á là coi thanh khoản nó có gia tăng hay không thanh khoản nó thể sẽ thể hiện cho cái áp lực bán của thị trường nó có nhiều lên hay không đúng không cái áp lực bán của thị trường nó có lan tỏa hay không nếu mà cái trường hợp nó bung lên nó lan tỏa đi thì sao anh chị thì những cái cái đó gọi là cái áp lực đó nó sẽ vô hình chung á nó sẽ tạo ra những cái tín hiệu rủi ro cho cái yếu tố thị trường này trên file n cũng có này đó, có vấn đề về mặt thanh khoản này anh chị biến động thị trường này đây này thanh khoản này anh chị mình xem trên cái file cũng có này đấy mbs hôm nay nó hơi bị lát nó đang bị lát nhưng còn bản chất bình thường á, là nó có những cái cái gọi là cái cấp nhật về cái cái yếu tố về mặt thanh khoản đúng không ạ trên file này đây này thanh khoản bắt đầu nó gia tăng á thì lúc đó xem gì nó thì cho cái cái áp lực bán hay là cái cái dòng tiền nó bắt đầu nó bổ rùa vào đây này là cái thanh khoản của thị trường này anh chị hơi lát ha đấy anh chị mình bóng qua cái phần thanh khoản này đấy thanh khoản của thị trường này đấy, anh chị mình thấy nó bắt đầu nó bung 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 lên á thì đó là cái áp lực bắt đầu nó đang tỏa là cái vấn đề đầu tiên cái vấn đề thứ hai á là anh chị mình xem thử á là cái tốc độ khớp lệnh nó có nhanh hay không tốc độ khớp lệnh chị mình xem ở đâu anh chị mình xem trên cái bảng giá đó có nghĩa cái bảng giá mà nó cứ nắp nháy cái lệnh liên tục những cái lệnh lớn nó nhấp nháy liên tục á thì đó chứng tỏ cho một cái yếu tố là cái cái gọi là cái tốc độ khớp lệnh nó được đẩy lên cao có nghĩa là sao có nghĩa là hai cái điều này á nếu mà cái cái thị trường của chúng ta mà nó có những yếu tố giảm mà thanh khoản thấp tốc độ giao dịch chậm á, thì khả năng hồi phục rút chân trở lại là rất là cao đúng mà nếu mà trường hợp thị trường giảm mà cái thanh khoản được đẩy lên cao tốc độ không lệnh được đẩy lên á thì cái quá trình điều chỉnh giảm nó sẽ tạo ra những cái áp lực lan tỏa đúng không ạ đó là những cái phiên mở biên của yếu tố thị trường ha con uh, gọi là con ngược lại là thị trường mà tăng á mà cái thanh còn nó không được gọi là nó nó không cao đúng không ạ thanh còn thấp mà cái tốc độ giao dịch chậm á thì khả năng test lại là rất là cao đúng không ạ còn nếu mà cái thị trường của chúng ta nó tạo ra những cái phiên tăng mà cái thanh còn nó được đẩy lên cao có nghĩa là cái độ lan tỏa dòng tiền nó đang rất là tốt đúng không ạ và đặc biệt là cái cái tốc độ khớp lệnh nó được đẩy lên cao nữa thì cái phiên đó chính là những cái phiên rắc những cái phiên bùng nổ của cái yếu tố thị trường ha anh chị mình nói lại về những cái vấn đề này là trong phiên á chị mình anh chị mình uh, lưu ý về hai yếu tố một á là cái thanh khoản giao dịch của thị trường nó có cao hay là nó thấp cái yếu tố thứ hai á là cái cốc tốc độ giao dịch của thị trường nó có nhanh hay là nó chậm anh chị để mà anh chị mình quyết định cho những cái xu hướng ha còn nếu mà cái trường hợp thị trường của chúng ta nó mở biên tạo ra những phiên mở biên á thì mình đánh giá cái vùng này nó sẽ đánh thủng nó tương tự như những cái vùng một nghìn uh, hai như thế này này nghĩa khi mà nó lên á nó tạo ra những cái điểm khẩn lại đúng không nó có những cái giai đoạn nó khẩn lại tuy nhiên để mà nó tạo ra những cái yếu tố điều chỉnh lớn đó, thì nó sẽ có những cái giai đoạn nó kéo tăng lên để mà nó dụ cầu ha giống như tương tự giai đoạn này cũng thế là nhiều nhà tư mình bám vào cái đường m 200 đúng không có những cái vùng này này là những cái vùng mà nó xuất hiện những cái yếu tố cái 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 yếu tố bám vào cái m 200 á để gọi là cái cái lực mà nó hồi phục uh, hai phiên này này đa phần là sao gì cũng là những cái lực của nhà đầu tư là gọi là của những cái dòng tiền mình bám vào ma 200 này em bật cho anh chị mình xem này Đó này, M2200 này. Đúng ạ, à, có nghĩa là vùng này chỉ là những cái vùng tâm lý thôi. Chứ hầu như là cái dòng tiền người ta không có đổ bầu vào. Đúng ạ, à, những cái dòng tiền gọi là dòng tiền xu hướng nó không có đổ bầu vào. Đó nên là nếu mà trường hợp nó mở biên á thì nó giá vùng này nó sẽ bị đánh thủng để mà chi nó kích thích một cái đà hoảng loạn sau những cái đà hoán loạn này này thì bắt đầu nó tái thiết một cái mặt bằng giá mới thì chu kỳ sóng đi lên nó sẽ rất là gọi là nó sẽ hình thành nên cho một cái chu kỳ sóng phía sau hay à, còn trường hợp mà thị trường của chúng ta nữa em kỳ vọng nếu mà nó nó tốt quá thì nó cứ đi ngang một biên độ sai quay thôi để chơi kỳ đại một cái dòng tiền mới đã đánh bước thoát khỏi vùng một 160 Đấy, thêm còn lúc đó gia tăng còn 20-25 nghìn tỷ thì lúc đó nó kết thúc cho một cái giai đoạn gọi là giai đoạn điều chỉnh này của thị trường hay à, còn hiện tại với những vận động này á thì em thứ nhất em vẫn tập trung cho những cái vận động của cổ phiếu ha cái nó vẫn có những cái dòng nó có cái dòng tiền riêng mà đúng rồi cái thứ hai á, là quy mô vốn anh chị mình đi phải ít lại đúng rồi tại vì thị trường không có xu hướng thị trường hiện tại không có xu hướng ha thì khi mà không có xu hướng á, thì sao chị thì mình gọi là đánh theo một cái dạng gọi là đánh chân trong chân ngoài ha đánh theo một cái dạng gọi là vừa đánh vừa phòng thủ đúng rồi mà đã phòng thủ thì sao anh chị hạ quy mô đánh ít lại ha còn khi mà nó có xu hướng khi mà thị trường chị mình thấy là khi mà nó vào một cái xu hướng đi chẳng hạn nó xác nhận cho một xu hướng đi chẳng hạn thì chị mình gia tăng quy mô điểm nào cũng ăn nếu mà cái tỷ lệ thành công của chị mình trên thị trường nó rất là cao, đúng không? còn hiện tại bây giờ nó chưa có phiên xác nhận như thế. đến khi nào nó có một phiên xác nhận em sẵn sàng đánh gia tăng quy mô. ha, à, nhưng mà vùng cái vùng này này, những cái vùng là mình đi chọn lọc và mình đi tìm kiếm cơ hội giặt ha và vận động gọi là hành xử theo những cái cái yếu tố gọi là cái cái cái, cái chung gọi là vận động phù hợp với yếu tố thị trường thôi. chỉ gọi là không tiêu cực cũng không tích cực gì. đấy để lưu ý về cái vấn đề này. ha, đó là cái yếu tố mà cái cái thị trường của chúng ta được đề ra. Ha, rồi tiếp theo anh chị mình sẽ thấy cái vấn đề á là cái giai đoạn uh, gọi là giai đoạn trong cái tuần này các báo cáo kết quả kinh doanh bắt đầu nó ra. Anh chị mình thấy là ngày hôm nay có nhóm hành chứng khoán đi nha, con VDS là báo cáo kết quả kinh doanh ra, tương đối tốt đúng không à. ạ? Tuy nhiên anh chị mình nhìn lại nhìn lại cái dòng của nó. Nó chưa ủng hộ cho một cái quá trình gọi là cái cái quá trình đi lên. Đúng không à. ạ, có nghĩa là ngày hôm nay anh chị mình thấy là SSI nó giảm này, giảm 4% đúng không ạ visa nó giảm bốn trăm vnd nó giảm bao nhiêu chị năm trăm có nghĩa là cái dòng nó xấu cái dòng nó đang không ủng hộ thì sao chị thì nó cũng sẽ rất là khó để mà đi lên ít nhất những con này nó phải cân bằng nó bớt đi tính tiêu cực thì những con khác nó mới có khả năng nó tăng được đúng không ạ nên là khi mà mình chọn á mình nên chọn theo cái dòng đúng không Có nghĩa là cái dòng của khỏe, cái dòng của nó giữ xu hướng, cái dòng nó khỏe thì con tăng gọi là con mạnh, con yếu, con nhỏ, con bé gì nó không có khả năng nó đi lên. Cái, cái cái tỷ lệ mà anh chị mình chọn đúng á nó sẽ cao hơn, đúng không Nó giống với một cái câu chuyện bó đũa. Đúng không Cái bó đũa mà nó bó là một bó, có nghĩa là cái dòng của nó mà nó được bố trợ xu hướng nó nó gọi là xu hướng nó tốt, đúng không Dòng tiền nó vào thì sao chị? Anh giống như cái việc mà anh chị mình bé gãy, gọi là một bó đũa đưa chị mình bé gãy thì nó rất là khó bẻ. Đúng không ạ? Nhưng rất là nhiều những cái cái lực đúng mà để mà thì nó mới có những cái trạng thái nó bẻ gậy được đúng không à. ạ còn đối với những cái dòng của cái cổ phiếu mà nó chạy theo một cái tính chất riêng lẻ gọi là cái dòng của nó chưa ok đúng không à, ạ dòng của nó chưa tạo ra xu hướng thì sao anh chị đa phần những con đó là những cái trạng thái mình đánh ngắn thôi đúng không ạ đánh ngắn thôi và sao anh chị nó giống với một cái việc mà anh chị mình bẻ từng chiếc đũa thì nó gọi là chỉ cần một cái lực nhẹ thôi thì chị mình bẻ được rồi đúng không à, ạ đấy nó là những cái dòng như thế những cái mà cổ phiếu mà thuộc dạng chạy riêng lẻ như thế thì nó sẽ có những yếu tố là nó rất là phụ thuộc vào yếu tố của thị trường chung lưu ý ha đấy nên là vẫn ưu tiên cho những cái dòng cổ phiếu cổ phiếu có dòng tiền thì vẫn đánh bình thường đấy vẫn vô vào những cái vị thế bình thường hay còn cổ phiếu mà chưa có tạo ra xu hướng chưa tạo ra những yếu tố dòng tiền thì mình phải tiếp tục mình chờ đợi mình quan sát không có vội vàng gì thị trường bây giờ không ngon lọt nhưng mà cũng không vội vàng đấy lưu ý về cái vấn đề này ha thì đấy là những cái, cái yếu tố mà em cập nhật với chị mình về những cái xu hướng tiếp theo ha mình vận động phù hợp thị trường thôi chứ không đoán thị trường nó như thế nào như thế nào thì cả ha vì hiện tại bây giờ thanh còn còn thấp thì em đánh giá là nó cũng uh, chưa phải là một cái yếu tố rủi ro đối với thị trường cơ bản nó vẫn đi trong một cái biến độ xoay quay này mà đấy còn trường hợp mở biên thì sao chị phải hai tỷ trọng thôi hay hai tỷ trọng chờ đợi những cái mặt bằng giá mới đúng à đấy còn nếu mà trường hợp rắc đi lên mình đánh giá tăng không có đi gì cả đâu đối với cái yếu tố thị trường ha đấy thì nó vẫn có những cái dòng để mà chị mình chú ý tới ha thì đấy là một vài cái yếu tố mà muốn nhắn gửi với anh chị mình về những cái cập nhật về những cái nhận định về mặt thị trường. Rồi tiếp theo những cái 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 cái, cái vận động tiếp theo của một vài cái mã cổ phiếu sẽ cập nhật với anh chị mình á là đầu tiên là những cái nhóm ngành giống như là nhóm ngành chứng khoán em có đề ra cho anh chị mình rất là nhiều lần như những cái con giống như là agr đâu này đấy nó coi nó cho anh chị mình nó cho anh chị mình này đấy, về lại căn cự biên trên những con này rất là khó để mà vượt đỉnh tiếp cái để mà nó muốn dẫn dắt tiếp á nó sẽ tạo ra một cái biên độ swing như thế này này Đấy, biên trên bên dưới tái tích lũy trở lại nó giống với năm 2021 thì dư địa phía sau nó tăng á, thì nó sẽ rất là bền hơn có nghĩa là em, em, kỳ vọng cổ phiếu á, là nó cứ đi ngang như thế này nè nó tạo ra những vùng tái thiết kiệt thánh khoản để mà chi để mà nó tiêu hóa đi những cái lượng hàng của chu kỳ trước cái nhịp đánh trước của cổ phiếu cái nhịp dẫn dắt trước đối với cổ phiếu đối với thị trường của chúng ta đúng không à? ạ cái thứ hai là sao vậy? cái thứ hai là để mà nó thu hút những cái dòng tiền mới nó thu gom trở lại đúng không à? ạ những cái dòng tiền mới thay thế những cái cái dòng tiền nhận dắt dòng gọi là dòng tiền mới Đấy, thiếu tiếp một cái giai đoạn gọi là đi ngang tiếp tục đi ngang càng lâu tích lũy càng lâu thì dư địa phía sau nó tăng lên là càng bền hơn nữa đúng rồi chứ còn bạn nhắc về mặt ngắn hạn em có view cho anh chị mình đó nó cứ gọi đi theo một cái video swing thôi biên trên biên dưới này nó đi thôi Đấy, nó là lên biên trên thì sao chị bán ra xuống biên dưới sao chị có thể canh mua vào rồi và giao dịch theo một cái biên độ swing đúng rồi hay là bsi này tương tự này nó nó cho anh chị mình bán ra mà đúng rồi thanh còn lớn như thế này để mà cổ phiếu đi lên đó nó cực kỳ khó nha anh chị lưu ý ha và anh chị mình thấy thường những cái giai đoạn bên nhất là cổ phiếu đi lên từ những cái vùng kiệt thanh khoản à, hiện tại bây giờ đây này nè đấy về lại bên trên những vùng này em có khuyên cho anh chị mình chốt rất là nhiều lần đấy thậm chí phiên này nè giai đoạn này cũng chốt nè giai đoạn này cũng cho anh chị mình chốt đúng à con bản chất về gọi là nó quay đầu trở lại thì không biết nữa đúng à đấy khuyến nghị cho anh chị mình gọi là một hai điểm thôi chứ còn bản chất mà chưa bán bán hoài có lúc là hồi phục lên thì thì lại rất là khó đúng à nó chỉ có những cái điểm như thế này thôi đúng à hay là tiếp theo những con như là con FTS này Nói. thậm chí là nó có cho những anh chị mình bán những cái vùng giá cao luôn anh chị mình đã thanh còn lớn như này cổ phiếu rất là khó nó tạo ra những cái dư địa đi xa mặc dù những cái câu chuyện của nó vẫn còn hấp dẫn đúng không ạ vẫn còn có những cái câu chuyện nó kể nhưng mà cái bản chất sao anh chị bản chất vận động theo những yếu tố cung cầu của 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 cổ phiếu thì anh chị những cái vùng như thế này là sao cái cung hàng nó lớn đúng không ạ nên là đi lên thứ nhất đi lên đó, nó sẽ không đi xa cái thứ hai đến mà đi lên đó, nó sẽ tiêu tốn rất là nhiều những cái nguồn lực lưu ý à, mà những cái vùng thanh còn lớn như này nè thường là thanh khoản nó không an toàn anh chị mình cứ lưu ý này thanh khoản thấp mới là thanh khoản an toàn còn thanh khoản lớn nó không phải là thanh khoản an toàn lưu ý ha anh chị mình đừng có lầm tưởng là thanh khoản lớn mới là dòng tiền vào thực chất ra thanh khoản nhỏ mới là những cái vùng thanh khoản cũng là dòng tiền vào anh chị mình thấy này anh chị thấy này đấy đi lên lên này tạo ra một cái đà hồi phục này bắt đầu bung thanh khoản anh chị thấy cổ phiếu nó cứ đi lên được đâu đúng không ạ nhưng mà đến một lúc này nó tạo ra những cái vùng gọi là sao gì kiệt thanh khoản cái dòng tiền bắt đầu thu gom vào nó nhiều thứ chán nản cái lượng hàng trôi nó không còn nhiều nữa thì bắt đầu xem gì nó mới đẩy media đẩy cổ phiếu lên có những cái dòng tiền chuyển đổi về mặt trạng thái từ tích lũy sang đẩy giá đi lên thì xem chị mới nó có những cái dư địa đi xa đúng không à? ạ đến một cái giai đoạn này nhìn thấy bắt đầu bung thanh còn lên thì xem chị cái dư địa nó không còn xa nữa Và bắt đầu nó đi ngang một cái giai đoạn kia cung thì nó mới tăng tiếp một nhịp nữa đúng không à? ạ tăng tiếp một nhịp nữa này cứ kia cung tăng kia cung tăng Đấy, à, tới giai đoạn này này nhìn thấy không kiệt cung tăng trước một cái quá trình tăng nó vẫn tạo ra những cái 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 giai đoạn cung đúng không à? ạ còn hiện tại bây giờ nhìn thấy thanh còn nó bung rồi thì kiểu tôi rủi ro nó đang cao hơn cơ hội đúng à Đấy, đó là những con này em có khuyến nghị cho chị mình rất là nhiều lần là cứ lên chị mình cứ chốt đi đã Thì sau đó nếu mà tái thiết một vùng kia cung đánh lại nó giống với cái thời điểm năm 2021 như thế này này anh chị đó này nó đánh lên một nhịp đúng à nó đánh lên một nhịp này Đấy, sau đó nó có một cái biên rời thì nó hồi phục được đúng rồi nhưng mà đây là bản chất nó tăng tiếp á thì chị mình thấy không nó phải tái tích lũy lại trở lại một cái khoảng thời gian thì nó mới có một cái dư địa đi xa như thế này nữa nó có một cái nhịp đánh xe như thế này nữa đúng không à? ạ chứ còn bản chất những cái giai đoạn mà nó gọi là nó vừa kết thúc một cái cái nhịp này đánh thì sao chị nó phải cần có những cái khoảng thời gian chứ đúng không à? ạ nên là cứ giao dịch theo một cái biên độ này swing này biên trên này biên dưới này biên trên này biên dưới này đến một giai đoạn kiệt thanh khoản nhân viên mới mới chạy vào đúng không à? ạ thì bắt đầu đó, đó sao chị nó mới vào một cái nhịp tăng mới đây là yếu tố thị trường Đó là những cái vận động theo những cái yếu tố cung cầu hay thì hiện tại bây giờ chị mình thấy nó có khác gì đâu đúng không à? ạ nó tăng một nhịp sau nó nghỉ lại nó trở lại đúng không tăng mục nhịp này nó chân lại thì bắt buộc nó phải có một cái khoảng thời gian nó tạo ra những cái biên độ tái tích lũy chứ nó phải một thời gian nó gọi là nó nó tích lũy trở lại nó thu gom hàng trở lại chứ đúng không ạ thì dư địa sau nó mới đi xa chứ còn bản chất nếu mà đánh lên ngay á thì đánh giá với chị mình dư địa nó không xa được lưu ý ha tiếp theo hcm đồ tương tự này Đấy, những con hcm là nó phụ thuộc vào thị trường chung nếu mà thị trường chung tốt á thì chung dưới trì được xu hướng có thể nó kéo rước nó về lại bên này nhưng mà thị trường chung chúng ta không tốt á, thì lập tức những con này nó có những cái sự phản ứng ngay thì không đánh gọi là rất là nhọc nhằn nó trong giai đoạn này em đâu có chủ trương mà đánh những cái mà cổ phiếu nhóm hành chứng khoán nữa đúng mà mình phải chờ đợi những cái chu kỳ mới thôi nói có những cái lúc mình sao gì mình gọi là mình phải quyết liệt đúng không à anh chị thấy MBS này nói cho chốt với anh chị mình rất là nhiều lần đấy cứ lên vùng trên này là chốt ra đúng không à? không bán được trên này nhưng mà lên những cái hồi phục lại này bán ra bán ra cái phiên này là cái phiên bán cuối cùng của mạng cổ phiếu của MBS đối với những cái khuyến nghị của em ha là cái lượng hàng đó là cái lượng hàng mà cô tức về đấy vào ngày 12 tháng 10 này đấy thì lập tức là phiên sáng đó nó kéo lên đầu đó là khoảng lúc đó là 23 chấm uh, cao nhất là 23.8 có nghĩa là em uh, uh, khuyến nghị trong khách hàng của mình đó là từ 23.5 đến 24 anh chị mình cứ bán ra đó, bán ra để mà chờ đợi cơ hội mới thôi đúng mà tại vì sao cổ phiếu nó cần có một cái chu kỳ tái tích lũy trở lại mới đúng mà chứ còn bằng chất gì thấy thanh còn lớn như thế này nè đi lên dư địa nó rất là khó lưu ý ha có thể là nó sẽ tạo ra một cái cái vùng đi ngang gọi là cái biên độ swing như thế này nè đấy biên trên không dạy 24 đúng là 23.5 24 biên dưới là còn giá 20 đó nó sẽ đi trong một cái biên độ swing như thế này là nó giống với cái năm 2021 đó anh chị anh chị thấy sẽ thấy y chang đúng à đấy, nó có những cái sự vận động cung cầu của cổ phiếu đấy cứ đi ngang đấy chờ đợi một cái mặt bằng giá mới đúng không kiếp thanh khoản nè đúng không anh chị thấy trước khi nó đi lên đó, nó cũng phải cần có một cái đoạn nó kiếp thanh khoản đúng không anh chị thấy kiếp thanh khoản này dòng tiền mò chạy vào thì giai đoạn sau nó mới dẫn dắt được một nhịp nữa đúng ạ à? như thế nó mới tốt được chứ cổ phiếu mà anh chị mình cũng đừng có đòi hỏi là nó cứ tăng tăng liên tục như thế thì chưa chắc nó tốt đâu anh chị nha coi như tăng tăng liên tục như thế mà khi mà nó chưa tích lũy đủ đúng ạ, à? nó chưa cái dòng tiền nó chưa thu gom đủ thì sao anh chị khi mà đi lên anh chị mình sẽ rất là dễ anh chị mình dính ngay những cái vùng đỉnh đỉnh buôn giống như là đơn cử giống như là của FTS đi chẳng hạn cái những nhà tôi mình thấy vứt đỉnh mình mua vào hiện tại bây giờ cũng lỗ thôi đúng ạ, à? ngày mai nó làm cho một cây như thế này nữa lỗ chắc rồi đúng ạ? À? có nghĩa là những cái phiên gọi là cái phiên dụ cầu đối với cổ phiếu hay chỉ còn bằng chất về mặt đánh giá thì những con này đánh giá là chu kỳ nó chưa kết thúc nhưng mà từ, theo từng cái nhịp của thị trường nó phải cần có một giai đoạn tái tích lũy trở lại nữa thì mình mới đánh nên là đối với cái nhịp này tiếp theo nếu mà thị trường của chúng ta nó tăng lên á thì mình đánh giá cái những cái dòng khác nó sẽ là những cái dòng nó có xu hướng dần dắt chứ còn dòng chứng khoán em đánh giá nó cần nghỉ ngơi một thời gian lưu ý ha thế là những con SHS đi chẳng hạn Đấy, những con này nếu mà tốt thị trường tốt thì nó sẽ vùng nổi về giá 19 Nhưng mà những con này nó sẽ phụ thuộc vào yếu tố thị trường chung nữa Hiện tại bây giờ nó vẫn tích lũy trở lại bên trên này, nhưng mà thanh còn nó chưa kiệt Nó nhìn chung là nó cứ vận động xanh đỏ xanh đỏ liên tục thôi Đấy, Nhìn chung đánh cũng tương đối khó nha anh chị Đấy, có nghĩa là cái tương đối tâm lý có nghĩa là cái, cứ phiên xanh phiên đỏ này thì thông phiên xanh phiên đỏ phiên xanh phiên đỏ làm cho những cái 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 việc mà anh chị mình đầu tư đó, nó sẽ tương đối khó chịu ha à. tiếp theo những con ai này đang đi lên lắp nghe gáp nên nó cho anh chị mình bán ra mà đúng không ngày hôm nay bắt đầu quay đầu trở lại bốn trăm nói nhìn chung là cái biên swing của nó có thể là biên này này Đấy, nó tạo ra những biên độ swing nếu mà đánh những con này á cứ đánh swing thôi đánh swing ngắn hạn hãy về biên dưới mua lên biên trên bán ra đừng làm ngược lại nha anh chị đừng thấy mà cái dòng tiền là cổ phiếu mở biên mở biên như như thế này anh chị mình thấy mạnh á là anh chị mình cầm thêm hay là anh chị mình kỳ vọng á hay là chị mình gọi là mua vào á thì sao anh chị rất là dễ dính những cái nhịp điều chỉnh về có nghĩa là cổ phiếu chỉ kỳ vọng giai đoạn này nó tốt nhất á nó tốt nhất á là nó lên sao gì? chị nên nó đi trong một biên độ swing như thế này thôi nó chưa, chưa kỳ vọng nó bùng nổ gọi là tăng ngay bùng nổ tăng ngay nó rất dễ bị fail nha chị mà từ những cái giai đoạn mà bùng nổ nó buôn lên đó, nó dù cầu đó là những cái giai đoạn chết chắc nhất đối với nhà tư nên là anh chị mình phải cực kỳ tỉnh táo hay là VCI này đúng không ạ cổ phiếu giảm sâu thì sao anh chị hồi phục nó sẽ kém hơn một chút đúng không nó hồi phục kém hơn so với cái yếu tố của thị trường Đó nên là nó sẽ những con này nó sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị trường nữa nếu mà cái trường hợp á, mà giai đoạn này nó giữ được cái vùng giá trên vùng giá 40 mà thanh còn nó thấp dần á, thì có thể trong những giai đoạn sau nó sẽ có một cái giai đoạn hồi phục nữa tuy nhiên là cái vấn đề này thì cái vấn đề nó nó sẽ phụ thuộc vào những cái phiên giao dịch sắp tới cũng như là cái yếu tố vận động của thị trường chung ha à, còn hiện tại bây giờ á, để sao gì mình phải chọn lọc được những cái cổ phiếu nó có xu hướng tốt hơn thị trường chung để mà mình đánh ha hay VND này nhìn không tăng tăng bắt đầu nó quay đầu nó giảm trở lại những con này sao gì giảm sâu đúng không ạ nó có những yếu tố sao gì rồi là nó giảm theo yếu tố thị trường này Nghĩa những cái con nào mà nó phân kỳ được với yếu tố thị trường á, phân kỳ về giá có nghĩa là thị trường à, đáy sau thấp hơn đáy trước. Mà gọi là những cái mã cổ phiếu nào có những cái trạng thái gọi là nó phân kỳ được á, thì nó hồi phục tốt hơn. Còn những con này nó vận động theo những yếu tố thị trường, thị trường tăng thì cổ phiếu nó có hồi phục, nhưng mà thị trường giảm cổ phiếu nó có những sự phản ứng là hoàn toàn bình thường. Ha, nên là trong một cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta phân hóa thì bắt buộc mình phải chọn lọc được những cái cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường chung thì anh chị mình mới an toàn được. Lưu ý ha, đấy là dòng chứng khoán này. Ha, tiếp theo dòng thép này, anh chị thấy HSG nhưng chung cơ bản là sao gì thanh khoản thì nó vẫn cứ thấp nhưng mà đánh thì nó không đánh có nghĩa là hiện tại bây giờ nó không phải là trạng thái nó nó nhiều đường cung mà là hiện tại bây giờ nó đang thiếu cầu đúng không nó thiếu cầu đánh Đấy, thiếu những cái lực đánh đối với cổ phiếu thôi Đấy, nhìn chung cơ bản là nó vẫn đi trong một cái biên độ này Đấy, kỳ vọng là cổ phiếu nó tái tích lợi trong một biên độ này nói kỳ vọng thôi còn bạn chắc đánh thì chưa ha tiếp theo nam kim này gì không với lại biên trên bắt đầu nó quay đầu có nghĩa là nếu mà thị trường tốt á thì nó sẽ bung lên một cái cái đoạn ngắn nữa nhưng mà sao vậy thị trường bắt đầu nó bắt đầu nó có những cái có những cái gọi là cái 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 cái, cái áp lực từ thị trường á thì sao vậy? thì cổ phiếu gặp lại vùng kháng cự rung lắc này thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái áp lực bán ngay lưu ý áp lực bán nhưng hầu như nó không lớn nhưng mà sao vậy? nhưng mà nó tạo ra những cái yếu tố gọi là yếu tố quay đầu cho cổ phiếu à có nghĩa là có thể nó sẽ test đi test lại nó tạo ra những cái biến độ gọi là swing như thế này này Đấy, thì những con này là những con nó hiện tại bây giờ nó chưa có dòng tiền riêng. Đúng không Nên là nó sẽ có những cái sự vận động chung theo cái yếu tố thị trường nữa. Ngày tiếp theo con hòa phát này chị, vũ xong mà nhưng mà vũ xong á nó phải giữ nhịp được. Nhưng còn giữ xong mà test lại như này là nó bị fail. Đúng mà Fail như thế này gọi là cho tiền cũng không bắt được. Lưu ý hai mình đánh những cái trạng thái bây giờ là cổ phiếu nó bị phân hóa, cổ phiếu nó chọn lọc thì sao chị? Giữ xu hướng mình đánh. Gọi là không giữ thì thôi, giống như là con STB em có nói với chị mình đó. Trong giai đoạn này nè, nếu gọi là cổ phiếu này hiện tại nó đang nhìn rung dỗ, đúng không nó đang căng măng Đấy, nó thiếu đi một cái phiên dòng tiền xác nhận nếu mà cái trường hợp nó có một phiên dòng tiền xác nhận như thế này này đánh 40 triệu 40 triệu cổ phiếu trở lên đúng không ạ bùng nổ xác nhận á, thì em sẵn sàng em mua từ những phiên này đúng không ạ chứ còn em không mua khi mà cổ phiếu nó test lại như này có nghĩa là cổ phiếu một khi nó đã có những cái xung lực đánh lên rồi á mà nó test lại có nghĩa là cổ phiếu nó bị phèo lưu ý ha cổ phiếu nó bị phèo giống như con Hoa phát này nói bây giờ gọi là đêm mà đánh không em không bao giờ em đánh cả tại vì sao gì tại vì cổ phiếu nó thiếu đi những cái xung lực đúng không à? ạ mình đánh á mình phải dựa trên cổ phiếu không gọi là không phải cổ phiếu rẻ mình mua mà làm dựa trên những yếu tố là cổ phiếu nó có khả năng tăng giá hay không đấy mới là cổ phiếu tốt đúng không à? ạ cổ phiếu tốt không phải là cổ phiếu giá thấp không phải là cổ phiếu rẻ mà cổ phiếu tốt là cổ phiếu nó có khả năng tăng giá lưu ý ha thì mình phải xác nhận anh chị nói là dòng tiền nếu mà kích ra được đó, thì nó sẽ tăng chấp nhận đánh từ những phiên này đánh lên đúng không à? ạ còn hiện tại bây giờ chị thao nó có coi như là nó đã rung vũ được nó tạo ra những phiên stopping volume 3 được nhưng mà nó thiếu đi một cái dòng tiền xác nhận mà cổ phiếu nó test nó trở lại như vùng này có nghĩa là cái vùng này là cái vùng rung dụ đối với cổ phiếu mà nó chấp nhận cho những cái lượng hàng để bị rung dụ cover lại thì đấy là cổ phiếu nó yếu là cái nhịp này nó bị phèo và nó sẽ tiếp tục nó hình thành lên cho những cái trạng thái mới nữa thì mình phải tiếp tục chờ đợi những cái cấu trúc mới mình đánh lùi ha đấy, thép này hay là trong ngành bất động sản này chị thao đích nè chưa cân bằng được những con này em có nói với chị mình á ít nhất là phải test ba đấy trở lên để mới đánh không thì thôi ha tiếp theo đất xanh này chị cũng tương tự này tăng phiên giảm phiên như thế này chị thấy rất là nhọc nhằn có nghĩa là kỳ vọng nó đi ngang một cái biên độ cân bằng nguồn này nữa nói đi ngang một cái thời gian thì có thể giai đoạn sau mình sẽ chú ý tới còn hiện tại bây giờ sao chị chưa được nha đấy, còn những cái mà cổ phiếu HDC này HDC cũng gọi là chung là thanh còn thấp như thế này thì không không quá đáng lo đúng mà đấy, cổ phiếu bắt đầu nó duy trì một một biên độ cân bằng này Đấy, thì thường nếu mà sau dựng giai đoạn sau công bằng tái cung thì khả năng vẫn bùng nổ được cái cổ phiếu này nó cân bằng trước so với cái dòng của nó Đấy, lưu ý ha Đấy, hay là tiếp theo những con như, như là nam long đi chẳng hạn Nói cũng công bằng trước này nhưng mà biến độ hơi lỏng nó chờ đợi thêm chưa có những cái dòng tiền à, gọi là mò chai vào Đấy, tiếp theo bdr này hôm trước có nói với chị mình phiên này mua nè bùng nổ một năm lên hai phiên lên về lại vùng kháng cự này bán ngắn rồi con này đâu kỳ vọng cho một cái cơn sóng dài được tại vì sao chị tại vì dòng của nó đang phân hóa đúng không à, ạ để mà kỳ vọng trong một cái nhịp đầu đánh sóng á thì sao chị thì nó phải có những cái cái sự bổ trợ của cái dòng nhưng mà anh chị mình nhìn qua cái dòng của nó nó gọi là cái BDR nó đã tăng được nhưng mà anh chị thấy cũng đích đây nào ở đâu đang trong một xu hướng xuống nè con đất xanh nó đang ở đâu đang trong một xu hướng xuống nè đúng không à, ạ nó chưa có xu hướng thì cái dòng của nó rất là khó nó tạo sóng và mình đánh những cái dòng mà nó khó tạo sóng á thì chỉ có kỳ vọng ngắn hạn trước mắt thôi đúng không ạ bất động sản hay tiếp theo những cái dòng mà nó điểm sáng trong ngày hôm nay chị thấy dầu khí đúng không ạ dầu khí nhưng mà BVD ngày hôm nay nó bắt đầu nó có sự điều bám đúng không ạ nó về lại những cái cạnh trên này cái nghe kênh giá này cạnh trên nó bắt đầu nó xuất hiện áp lực đúng không ạ mặc dù cái dòng tiền nó có đấy nhưng mà ngày hôm nay bắt đầu có sự điều bám này thứ nhất là điều bám từ đầu điều bám từ những cái sự tăng giá trước đó của cổ phiếu là cái thứ nhất là làm cho nhà tư quan tâm cái thứ hai á, đến từ cái việc sao gì cái từ cái việc mà giá dầu cuối tuần nó tăng gọi là tăng sáu phần trăm bốn năm trăm gì đấy à, thì sao gì nó tạo ra những cái tâm lý phô đúng ạ à. nhà tư mình đánh đánh dầu khí á thì hay nhìn vào cái giá dầu mà giá dầu là một cái nó tạo ra yếu tố cái hiệu ứng tâm lý đúng mà nó là những con này sao gì nó bị phô mô trong cái phiên ngày hôm nay nên là thương á phải chờ đợi cái phiên này về nếu mà hấp tụ tốt á, dòng tiền vẫn còn đánh tiếp thì những con gọi là tiếng gọi là cái cái vị thế của chị mình dưới thấp á, thì đâu có vấn đề gì đâu tại vì cổ phiếu nó vẫn đang trong một xu hướng tăng mà chỉ sợ là chị mình đeo bám gọi là bị phô mô vào những cái phiên gọi là cái phiên hưng phấn của của thị trường thôi đấy lưu ý ha còn nếu mà trường hợp á, mà trong những giai đoạn sắp tới nó bắt đầu nó cân bằng nó test đáy trở lại thì nó sẽ là những cái điều kiện tốt để mà mình gọi là nó có những cái điểm tốt cái điểm retest để cho chị mình tham gia ha còn không thì thôi đúng không bỏ qua thế tiếp theo những con như còn BVS nè ngày hôm nay cũng bật tăng đúng không ạ nhưng mà dòng tiền thì không 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 gọi là không đạt lắm đúng không không đạt lắm thì thường nó sẽ có những xương nó test lại đấy vùng giá 39 chín chấm ít giá bốn mươi nó sẽ là những cái điểm hỗ trợ đối với cổ phiếu nếu mà trường hợp mà test lại cắn băng đấy kiệt thanh khoản thì có thể chú ý tới còn mà chắc những con này sao gì xu hướng nó vẫn tăng đây là những cái dòng mạnh mình phải để ý tới đúng không ạ à? theo con bvc này nói bvc này đấy mua giá 18 đúng không hiện tại bây giờ giá 19 lại được gọi là à, gọi là gần một giá đối với cổ phiếu đúng không à? ạ thì hiện tại bây giờ lên vùng này bắt đầu nó gặp áp lực là điều bình thường đặc biệt là mở một cái gáp nữa này thì thường những vùng này nó sẽ xuất hiện những cái biến độ rung lắc đúng không à? ạ chứ còn bản chất xu hướng nó vẫn đang là một xu hướng tăng đúng không à? ạ vùng tái thiết vùng kiệt cung này dòng tiền mò chạy vào là cổ phiếu nó có xu hướng ha à, và đặc biệt những cái con này sao gì nó chưa có nhịp chạy nước rút nào cả nó chưa có nhịp chạy nước rút nào cả nên là sao gì nên là những con này nó có những cái kỳ vọng để mà nó chạy nước rút thường cuối sống nó có một nhịp chạy nước rút rất như thế này nè đó đây là những yếu tố để cho anh chị mình kỳ vọng À, nên là nếu mà rung lắc hấp thụ tốt tái tích, tích lũy vùng trên này á thì nó vẫn xuất hiện cho những cái điểm mua của anh chị minh à, còn hiện tại bây giờ anh chị bùng nổ lên rồi thì bỏ qua chứ tại vì sao tại vì cái dòng cái thị trường hiện tại nó chưa có xu hướng nó là đối với những cái việc mà anh chị mình mua bùng nổ nó rất là dễ nó bị fail lưu ý anh à, nó rất là dễ cổ phiếu mạnh á thì nó test lại đúng mà cổ phiếu yếu á thì bùng nổ lên nó bị fail bị fail. đúng mà giống như là cái dòng yếu đi chẳng hạn cũng bdr này cái dòng nó bị phân hóa đúng cổ phiếu thì nó đi riêng lẻ nhưng mà cái dòng của nó bị phân hóa nhưng mà anh chị mình đu trần cái này là hàng về chắc chắn anh chị mình sẽ gặp áp lực nói lưu ý hai hiện tại bây giờ thanh còn thấp thì nhìn chung là nó có nó sẽ có khả khả năng nó test lại lần nữa nhưng mà sao chị nhưng mà đu cao á thì sao chị nó không phù hợp và nó không tối ưu có thể là trong ngắn hạn chị mình sẽ bị gặp lực đấy nên là lưu ý a, à, nên là cứ chọn cái dòng thôi hay tiếp theo những con BSR nói BR đi trong một cái biên độ như thế này đấy swing như thế này thôi đấy swing như thế này này Đấy, biên trên biên dưới đúng không còn lưng lưng như thế này nào có hàng nắm giữ đúng không lên biên trên bán xuống biên dưới mua đấy cứ swing như thế này thôi nếu mà cái thị trường ủng hộ những cái dòng gọi là thị trường ủng hộ có nghĩa là thị trường có xu hướng thì những con này nó sẽ vượt đúng không còn thị trường mà không ủng hộ thì nó chỉ có một vài cái mã cổ phiếu nó vượt được thôi đúng không lưu ý ha còn bé rồi thì vận động trong biên này thì nhìn chung cơ bản không tốt cũng không xấu đúng không chưa gọi là chưa bơ được nhưng mà cơ bản sao gì nó vẫn giữ được cái cái nhịp độ cho cổ phiếu cho cái dòng của nó lưu ý ha dòng dầu khí này hay tiếp theo qua cái dòng mà à, khu nghiệp khu nghiệp nhìn nhìn thấy những cái mà cổ phiếu gvr này nó hồi phục về lại biên trên thì gặp áp lực bình thường đúng không test về lại biên trên gặp áp lực bình thường ngày hôm nay vẫn đóng cửa ở một cái sắc xanh thì em đánh giá là tương đối tốt á nghĩa là đây đi lên này test lại đi lên test lại bình thường đấy đi lên này sau đó test lại đấy sau đó đi lên sau đó test lại bình thường đấy thì đấy là một cái vùng kháng cự trong một cái dịp độ hồi phục cổ phiếu đó. à tiếp theo cùng cùng idc nãy idc ngày hôm nay bị áp lực đúng không ạ bị đeo bám từ đầu phiên á, có nghĩa là đem lên giá đầu phiên nó có những cái 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 sự đeo bám nhưng mà sự đeo bám này nó không có nhiều cái lúc này á thì trước mắt nếu mà cái trường hợp nó tạo đỉnh đi chẳng hạn thì nó cũng sẽ tạo hai đỉnh cho anh chị mình xem ha cái lúc này nó lực là một cái bước chạy nào tốt á, thì nếu mà tạo đỉnh nó cũng sẽ tạo hai đỉnh nó giống với cái dòng chứng khoán này hay là giống với cái nhịp này này gì không bị gọi là điều chỉnh giảm đi chẳng hạn thì ít nhất nó phải có những giai đoạn nó test đỉnh trở lại nữa ha giống như giai đoạn này này đấy giảm thì sao gì? ít nhất nó có một cái giai đoạn nó test đỉnh trở lại nữa lưu ý ha nhưng là nhìn chung là À, gọi là cổ phiếu nó vẫn giữ xung lực nhưng mà nó không phù hợp cho những người đi mua nữa thôi lưu ý nha thì tiếp theo KBC này về lại biên trên thì sao chị gặp một vài cái áp lực rung lắc là bình thường áp lực gọi là thanh khoản không lớn đúng không ạ đa phần nó bị bán ETC này anh chị à, bán ETC này thường bán ETC là cầu nó không đối ứng đúng không à? cầu nó không đối ứng kịp có thể ngày mai nó test về lại vùng này nó gặp hỗ trợ nếu mà đỡ cung tốt thì trước mắt nó sẽ có những điểm nó quay đầu trở lại tiếp tục à, tại vì cái dòng của nó đang khỏe mà đúng không ạ ít nhất là sao chị nếu mà tạo đỉnh nó sẽ tạo hai đỉnh ngắn lưu ha cái này là SSC này gặp kháng cự rồi thì sao anh chị nói gặp kháng cự nè, kháng cự viên trước này thì sao nó phải có một cái giai đoạn nó cân bằng nó nó hấp thụ đúng không à, cân bằng nó tiêu hóa những cái lượng hàng bên trên này lượng hàng bên trên chị thấy là thanh còn nó lớn đúng không à. nên là lượng cung của nó, nó chắc chắn là sẽ nhiều Đấy, nên là chắc chắn nó sẽ nhiều thì sao anh chị nó phải có những cái giai đoạn nó tiêu hóa nó hấp thụ đúng không à, là tiếp theo VGC này thì bán ngược nhưng mà cơ bản nó vẫn trong mùa xu thế tăng phía này phiên mua còn những phiên phía sau sao anh chị phiên phía sau của nó là những phiên yếu tố nắm giữ hoặc là chặn lại với cổ phiếu ha công nghiệp rồi tiếp theo nhóm ngành ngân hàng có hàng có nói với chị mình này. giống BID, đi nói bia có những có nghĩa là nó nó ngày hôm nay nó xuất hiện cái yếu tố gọi là nó 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 ảnh hưởng đến cái chỉ số này có nghĩa là nó tạo ra những cái phiên rút chân trong phiên đạp xuống trong phiên nhưng mà cơ bản chị thấy đây là một cái phiên mà nó chất rượu bỏ nhưng mà nó thiếu đi một cái phiên xác nhận cái nó còn một cái phiên xác nhận nó phủ lên lại cái phiên này thì giai đoạn sau sẵn sàng đánh đúng không ạ những phiên xác nhận phía sau này sẵn sàng đánh đúng không? có nghĩa là mua khi cổ phiếu nó đang trong một cái trên tăng, còn bản chất hiện tại bây giờ vẫn trên giảm, nó chưa có phiên xác nhận, thì sao chị tiếp tục chờ đợi? Rồi, tiếp theo con CTG này, nhìn thấy biên độ làm chứ đi, đi lên test lại test lại liên tục như thế này rất là khó đầu tư, lưu ý ha. còn MB thì lại khác, MB nó đang giữ nhịp được, có nghĩa là bắt đầu nó tạo ra những yếu tố nó siết biên, đúng không có nghĩa là cái dòng nó có một vài cái mà cổ phiếu nó nổi trội thôi Nghĩa nó thanh còn thấp như này biên dưới như này khả năng hồi phục nó có đúng không ạ cứ trong một biên độ swing như thế thôi này thôi đó, biên dưới biên trên đúng không ạ cái cổ phiếu tạo ra một biên độ swing Đấy tới từ nền, này đấy, kia cung cái cung như thế này không có vấn đề gì cả chỉ yếu là sao gì nó bị ảnh hưởng theo yếu tố thị trường chung còn những con như mà mệt bên này. Đấy, bắt đầu nó có xuống nó test lại đúng không ạ test lại kiệt cung thì đấy chính là những cái cổ phiếu mà anh chị mình có thể đi tới này. một đáy là hai đáy này, kỳ vọng test thêm đáy nữa đúng không bắt đầu nó công bằng nó tới cùng trở lại đi thì sao nhỉ những cái điểm phía sau là có thể chú ý tới này từ cái đáy ba trở lên đúng không hay tiếp theo những con stb em có nói với anh chị mình đó là những con này á là khi mà nó có một cái điểm xác nhận em sẵn sàng em đánh được và là sẵn sàng mua cao luôn Không mang chắc anh chị nào không công bằng này thiếu đi phiên xác nhận thì cổ phiếu là gì nó còn có rủi ro như thế này này Đấy, còn những phiên như thế này không bắt rồi bỏ qua ha theo vb vb nó lại là những câu chuyện khác nó có câu chuyện riêng của nó đến em thì đầu tiên là chưa cổ tức đúng không ạ thứ hai là nó sẽ có những cái yếu tố nó bán vốn đúng không ạ bắt đầu chị thấy không mà xu hướng gọi là nâng đáy này thì thấy không cái sự khác biệt là xuống nâng đáy này đấy phân kỳ về giá đúng không ạ kiệt cung này bắt đầu dòng tiền mò chạy vào ngày này khả năng vượt đỉnh của nó nó sẽ có lưu ý à, nó sẽ là những cái cổ phiếu nó đi riêng lẻ nó có những cái câu chuyện riêng đấy, nó có cập nhật với chị mình vùng này là vùng thu gom cho một cái câu chuyện dài hơi đối với cổ phiếu anh chị thấy không cổ phiếu này nó cứ đi ngang đi ngang ngang đúng không nó đi, đi ngang đi ngang ngang như thế này Đấy, đi ngang ngang như thế này liên tục tạo ra những cái cái gọi là cái vùng tích lũy đúng không nó là khi vào cái, và cái buông nổ nó chờ đợi một cái điểm cuối của phiếu Đấy, phải nắm giữ đến một cái giai đoạn cuối anh nhìn thấy giai đoạn này tương tự như thế này Đấy, giai đoạn đầu đi lên rất là nhọc nhằn ha Đấy, đi lên rất là nhọc nó cứ đi lên một vài phiên sau đó đi tái tích trở lại Đấy, bắt đầu nó chuyển đổi trạng thái dòng tiền mua chai bao cái cung này dòng tiền mua chai bao sao chị cổ phiếu nó sẽ đánh một nhịp nữa lưu ý ha hiện tại bây giờ tương tự Nên là đối với dòng ngân hàng thì em có đánh mà cổ phiếu của VBank và mà cổ phiếu của MB ha đối với còn còn lại là đánh dòng dầu khí, dòng cứu nghiệp, còn những dòng khác em chưa tham gia nói cái quan điểm rất là rõ ràng với chị mình đó, là chị đánh những cái cổ phiếu nào nó có khả năng nó tạo sóng khi mà thị trường của chúng ta nó bắt đầu nó mở biên hai còn trường hợp mà thị trường mà nó mở biên giảm thì cổ phiếu nào nó như cổ phiếu nào lưu ý ha có nghĩa là con mạnh con yếu nó như gọi là nó điều chỉnh, chỉnh giảm như nhau nhưng mà cái quan trọng á là con mạnh á nó sẽ có một cái đoạn tăng như thế này này. Đấy, để mà chi? Để mà anh chị mình có được cái ưu thế. Là cái thứ nhất, cái thứ hai á là cổ phiếu nó sẽ hồi phục tốt hơn. Đúng mà ạ? Nó còn hơn anh chị mình đánh những cái con yếu, anh chị thấy là chứng khoán này điều chỉnh giảm 3 4%, bất động sản điều chỉnh 3 4%, thép điều chỉnh 3 4%, cực kỳ khó chịu. Lưu ý ha, nên là quan trọng những cái điểm rung lắc này này là chị mình mới biết được là cái cái dòng nào mạnh, cái dòng nào yếu. Ha, để mà mình mới biết được là cái sự lựa chọn của chị mình nó nó quyết định rất là nhiều ha tiếp theo là cái dòng đầu tư công c4g này nó cứ test hoài luôn thiếu đi cái đi có nghĩa là cần một cái phiên mô chạy dòng tiền để mà tạo ra những im rắc hướng lên ha theo fcn này test một đáy này hai đáy này kỳ vọng đây số 3 ba công bằng thì nhịp sau đánh ha tiếp theo hhp nếu mà cái dòng sau đầu tư công mà nó chạy sống á thì nó nhớ những con mà nó về lại đỉnh cũ như thế này, này nó sẽ là những con anh chị mình gọi là tấm điểm của anh chị mình Ha, hiện tại bây giờ thì nó chưa có tín hiệu hiện tại bây giờ nó gặp lại vùng kháng cự này cái yếu tố về lại bên trên thì có yếu tố test lại bình thường đúng không ạ gặp áp lực test lại theo yếu tố thị trường chung bình thường có nghĩa là chưa có vận động mới có nghĩa là chưa có những cái dòng tiền mới để mà đánh cho một cái nhịp tạo sóng với lại cái dòng của nó nó chưa ủng hộ ha hút này có đề cập với chị mình này tết cung này dòng tiền mồi chạy vào thì nếu mà cái trường hợp thị trường của chúng ta mà nó duy trì ổn định thêm thì em đánh những con này nó sẽ bùng nổ hãy lưu ý những con hút này tiếp theo lcg này cứ đi ngang chưa có những cái vận động mới đúng không nếu mà trường hợp đã tăng luôn em chấp nhận em bỏ mà trường hợp gọi là nó giống với con VCG hôm trước có nói với chị mình đó có nghĩa là hai đáy nó tạo ra yếu tố hai đáy đúng không hai đáy em chấp nhận em bỏ có nghĩa là em chỉ đánh từ cái đáy số 3 có nghĩa là những cái con nào mở biên lớn đó, thì mình chỉ đánh từ cái đáy số 3 trở lên mình mới đánh còn nếu mà tăng luôn bỏ đúng không tương tự như thế là LCG này đấy trường hợp nó cứ tăng như thế này em bỏ không chấp nhận đánh Đấy, còn nếu mà trường hợp nó cứ test lại test lại test lại liên tục á tạo ra những cái điểm căng bằng phía sau kia cung phía sau á thì sẽ đánh không gì bỏ qua tại vì cái hiện tại bây giờ trên thị trường nó có rất là nhiều những cái sự lựa chọn đúng không em đánh vi banh hiện tại bây giờ vẫn lại xong trăm đúng không đánh dầu khí vẫn lại xong bình thường đúng không chứ có vấn đề gì đâu ý ha, có rất là nhiều những cái sự lựa chọn như thế ha đấy là nhóm ngành uh, nghiệp rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành khác giống như là uh, uh, xuất khẩu thủy sản dịch may đi chẳng hạn vsc này này ngày hôm nay lâu no supply, lâu supply mình mua tới cung nhìn chung là nó đang chờ đợi một cái sự thị trường ổn định đó, thì dòng tiền mới nó vào à, hiện tại siết biên một chút thì có thể lưu ý tới a à, nv này biên độ hơi lỏng nv nhìn chung là nó giữ xu hướng được xu hướng nó đang giữ nhưng mà sao nhỉ biên độ nó hơi lỏng một chút nhiều nó biên độ nó hơi lỏng này nên là nó thường nó có những cái sự biến động khi mà thị trường của chúng ta nó tạo ra những cái yếu tố tăng giảm đang xen lưu ý ha nv này Đấy, biên động hơi lỏng một chút này ta có thể canh siết biên trở lại một chút nữa thanh khoản thì còn tương đối kia cung đấy thì nó sẽ đẹp hơn ha à, tiếp theo jma def này nhìn trông nó duy trì xu hướng thôi đấy duy trì xu hướng thôi chưa có vận động mới đúng không ạ có hàng nắm giữ có hàng canh chặn lại thôi nó chặn lại giá sáu mươi sáu mươi bốn năm còn lại vận động bên trên thì cứ nâng cái mức chặn lại lên dần ha à, tiếp theo hah thì chẳng hạn H, H, H này biến độ hơi lỏng rất là khó mua đúng không biến độ lỏng thanh còn lớn nhìn chung là là xu thế nó giữ nhưng mà muốn đi mua vào nó tương đối khó đúng không ạ đi mua vào nó sao chị? nó siết biên kia cung thì nó mới an toàn đúng không còn hiện tại bây giờ vận động nó hơi lỏng nên là những con này chỉ thích hợp chặn lãi thôi nha anh chị Hay tiếp theo những con giống như là đạm phú mỹ này đấy ngày hôm qua mua được rất là tốt tại vì sao nó có những yếu tố nó test cung ngày hôm nay bùng nổ đúng không nó có được một cái 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 điểm nổ với chị mình này bùng nổ lên gặp kháng cự thì cổ phiếu cơ bản nó gặp rung lắc bình thường đúng không ạ cổ phiếu nó có những cái điểm nhấn về mặt dòng tiền này nó nhìn chung là ngày hôm trước test cung ngày hôm nay bùng nổ rồi đấy, trước có đề cập với chị mình đạm cà mau tương tự đúng không ạ tái tích trở lại một nhịp nữa thì nó sẽ tốt hơn ha nhìn chung cơ bạn xu hướng nó vẫn tăng mà vấn đề gì đâu DGC hôm nay điều chỉnh giảm trở lại nhưng mà xu hướng tổng thể vẫn là một nhịp tăng nhưng mà nó khó mua thôi có nghĩa là cổ phiếu nó khó mua nhưng mà về mặt xuống nó vẫn tăng mà Đấy, nó vẫn là những cái điểm nắm giữ ha và tiếp theo những con FRT nó vẫn tăng đúng không à? Đấy, các bạn những con này nó vẫn tăng Đấy, xu hướng bùng nổ này à, công bằng tiếp tục ha nhưng bùng nổ này cái thanh còn nó không đạt để mà chị mình mua đâu Đấy, nhìn chung là nếu mà chị mình mua bùng nổ cái phiên này á mua trước thì nó ok còn mua mà mua đã bùng nổ nó nó tăng trần rồi á thì chị thấy hầu như là cái cái lợi nhuận nó rất là cũng rất là nhập nhằng ha À, tiếp theo đi quân đi quân tương tự nè tết đỉnh cổ phiếu rung lắc bình thường Đấy, nếu mà tái tích lũy trở lại tại đây những biên độ siết à, chặt biên á Đấy vùng này mà bắt đầu nó nó cân bằng trở lại nữa thì vùng này nó sẽ là những vùng đánh cổ phiếu lưu ý ha nên là giai đoạn này là một cái giai đoạn nó cực kỳ chọn lọc với anh chị mình và chú ý cho những cái yếu tố tiếp theo á là hiện tại bây giờ là nó chưa có xu hướng nhưng mà chú ý cho một cái yếu tố là cổ phiếu nếu mà nó mở biên xuống thì đánh giá vùng này nó sẽ đánh thủng ha còn nếu rắc lên nó sẽ là có những cái sóng dòng để cho anh chị mình đánh gia tăng ha còn trường hợp mà thị trường đi ngang gọi là với một cái yếu tố vốn thấp có nghĩa là nó nhung nhằng nhung nhằng như thế này á yếu tố vốn thấp á, thì nó vẫn có những cái cơ hội để cho anh chị mình lưu ý nhưng mà đặc biệt nó là sẽ là phân hóa và nó được chọn lọc kỹ cho anh chị mình ha chứ không phải là có không có cơ hội cho anh chị mình đánh đâu lưu ý ha tuy nhiên á, là anh chị mình phải cực kỳ cẩn trọng trong một cái vùng gọi là cái vùng giao dịch với một cái biên độ mà nó sai quay như thế này có nghĩa là phiên tăng phiên giảm như thế này á, thì cái yếu tố giao dịch của anh chị mình nó sẽ cực kỳ khó chịu ha, chọn sai dòng thì chọn sai cổ phiếu thì nó vẫn lỗ như thường anh chị thấy những con như con đặc xanh đi chẳng hạn chọn sai đi một cái là lỗ năm phần trăm ngay đúng à nó cực kỳ khó chịu nhưng mà chọn những con như con banh ngày hôm nay nó lại tăng 2,5%. Đây nó rất là khác biệt. À lưu nha. Nhiều nhà tư mình chê banh đúng không ạ? Nó banh chậm nhưng mà bạn chắc nhìn thấy này. Trong giai đoạn này mà một cái mã cổ phiếu banh từ những cái điểm mua đầu tiên ngày 21 ngày hiện tại bây giờ lên đến 7%. Đâu có dễ đâu chị. Lưu nha. Nó vừa nó đảm bảo được một cái cái tính an toàn cho anh chị mình khi mà cái thị trường của chúng ta nó chưa có xu hướng và nó vừa được đảm bảo một cái tính thanh khoản cho anh chị mình nữa. Lưu ý ha là gọi là đảm bảo được cái cái dòng tiền riêng cái câu chuyện riêng của cổ phiếu nữa lưu ý ha đó là những cái mà em muốn hướng đến cho anh chị mình về những cái cái sự vận động cũng như là những cái cách để cho anh chị mình chọn lọc cổ phiếu anh chị mình đánh trong những cái giai đoạn này cũng như là những cái chiến lược chân trong chân ngoài như thế nào dài ngắn như thế nào là hợp lý ha à, thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái hướng nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha thì em cũng xin kết thúc video tại đây kính chào chị mình hẹn anh chị mình vào video lần sau ạ